Mình xin chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn đang xem kênh Các Kiện .vn của mình nhé. Ở trong clip hôm nay mình sẽ chia lại cho những anh em nào chơi dòng sư tử size lớn ha. Thì đây là những con cá em đang nuôi chơi cũng như là em trưng bày. Nhưng bây giờ nó khá là to rồi, nên em sẽ gả đi 4 con trắng. Dòng super sọt lên gù tay bơi di kỳ rất đẹp nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà mình cần đến nó thì hãy liên hệ với em sẽ báo giá cho quý anh chị mình nha. Thì cái size trước mặt quý anh chị đang xem thì nó tầm khoảng 26-27 cm ha. Cái size này đối với dòng super sọt thì nó khá là to rồi. Quý anh chị mình mua về trưng bày quán xá cũng như là những cái nơi ra vào thì rất là hút mắt và đẹp nha. Cá thì không phải bàn luôn, tay bơi di kỳ rất đẹp nha quý anh chị. Rồi quý anh chị nào mua thì cứ liên hệ với em ha, em sẽ báo giá cho quý anh chị mình nha.